các kiểu đi ô tô. Tôi dạy lên lớp này thì với cái lớp này thì là được 10 năm rồi. Thì là hai năm đầu thì là tôi chỉ là hỗ trợ các cô. Hiện giờ các cô đã về hưu rồi. Thì sau khi các cô về hưu thì tôi tiếp cận cái lớp này luôn, là năm nay cũng được 8 năm rồi. Anh tiếp nhận cái lớp này thì khó khăn nhất là các em vì không biết tiếng ấy, không biết thế phổ thông ấy. Đấy, vì các em dân tộc mà. Đấy, cho nên là nói tiếng phổ thông không biết tiếp cận được mấy. Và có em thì có em câm, em điếc rồi khó lắm. Đấy, dạy được cái ký hiệu được cái cho em câm rồi thì là em điếc lại phải ký hiệu, lại phải dạy kiểu kiểu khác. Đấy, tức là độ tuổi thì đã không đồng đều rồi. Mà lại còn khó khăn nữa là các em không chưa biết tiếp cận với lại cộng đồng, với lại bạn bè xung quanh, chào hỏi rồi là khó khăn giao tiếp được các thứ, là không biết cái gì. Mà có em thì ngồi trong lớp thì không thể ngồi yên được, trong 10-15 phút đấy thì em cũng phải một là chạy ra ngoài. Có lúc chạy ra ngoài và tự ái nói, nếu mà nói mình không nói nó không hài lòng thì cháu lại tự ái ngay. Đấy, cho nên là chính vì thế là phải hiểu về tâm lý của từng em một. Độ tuổi của em thì không đồng đều, có em thì có 6 tuổi nhưng mà có em thì lại tới 14 tuổi, và trước đây thì còn hơn. Đấy, có thể là hơn. Nhưng mà các em ham học, vẫn cứ cho các em học. Xuất phát từ cái hoàn cảnh của mình, là trước đây thì cô cũng khó khăn hoàn cảnh lắm, rồi là được trường ban công đoàn nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi vươn lên, cái vượt qua cái hoàn cảnh đó. Sau đó là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng nghĩ thương các em thôi, đấy, nghĩ thương các em, kể cả các em bị chân rồi tay rồi không đi được, vẫn cố gắng, tức là giúp đỡ rất là tận tình. Làm một cái việc, cái thứ nhất là cái việc thiện, mình sẽ làm việc thiện và giúp đỡ các em, cho các em được trưởng thành. Và sau khi các em học xong cái lớp này thì mơ ước của các em thì cũng là để đi hòa nhập, để học hòa nhập ở cộng đồng. Thì tôi thấy cảm thấy cũng mệt lắm, nhưng mà thôi thì mình có một cái tâm huyết mà với đứa trẻ. Nên là bản thân tôi thì tôi phải cố gắng hết sức. Thì là chúng em thật sự là rất là vất vả, là
học ở trên lớp thì phải làm cái đi cụ thể từng bước một, và cái thời gian ở trên lớp học thì nó cũng không nếu như mà để truyền tải hết đến cho các em cái nội dung ở lớp thì cũng rất là khó. Cô Hiền là một cô giáo là có thâm niên công tác lâu năm ở cái lĩnh vực giáo dục đặc biệt này. Thì cô Hiền là một người là có chuyên môn khá là tốt. Mặc dù gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, con cái bệnh tật rất là nặng, điều trị rất là tốn kém, kinh tế gia đình thì khá là eo hẹp, nhưng mà cô cũng khắc phục vươn lên để hoàn thành cái nhiệm vụ mà trung tâm giao cho, và đặc biệt là cô hết sức trách nhiệm với lại học sinh của mình, yêu thương học sinh như là con. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.